Hôm nay em lên cho các anh chị một cái con siêu phẩm bên nhà em nha anh chị, phúc sóc thần chủng nha. Phúc sóc màu trắng rất là đẹp luôn, bộ lông của nó mịn mịn như bông luôn. Và anh chị nào mà mình yêu thích phúc sóc nè, mình còn thắc mắc về các bé cách nuôi dạy nó thì các anh chị hãy đừng lo, liên hệ với em qua số điện thoại 0939 285 272, em tư vấn cho các anh chị biết tất tần tật về cái bé phúc sóc này luôn nha. Em cảm ơn ạ.